在山口大闹过来时，为了与感情的梦分拆，失败到三黑人手内家，三黑老天内门房顶天，如今将人打，顶个人心打人流，如今对待朋友变朋友。Vững niềm tin đất nước sáng ngời rộn vang những lời ca thanh niên tình nguyện Việt Nam. Sự sắc oai hùng, cuộc đời nở hoa dâng ngàn muôn sắc hương. Thanh niên tình nguyện góp sức xây đời. Vượt mọi gian khó ta nào có ngại gì? Về đây như cánh chim từ bốn phương trời. Dù bài đó xa hay rừng sâu núi cao, soi theo hương đôi một vàng tình thương. Dùng ra. Thank you.
vì ngày mai ta xây đắm những công trình vĩ đại, đồng lúa chiều bóng quê ta nhà mây khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh niềm tỏa sáng. Thanh niên Việt Nam đoàn kết sáng tạo, thanh niên Việt Nam lập thân kim quang, chiều cánh tay thi đua tình nguyện, chiều trái tim từ khắp mọi miền, cùng sát vai cùng chung ý chí. Thanh niên Việt Nam, về biên về rừng, về biên về rừng, quê hương chờ ta, ngày chi giải phóng, bước tiếp bước cha anh ngày nào, hát khúc hát thanh niên tự hào, đất nước cần là có chúng ta đi đầu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công sức ta xây nên đất trời tổ quốc, thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong anh nhìn Việt Nam, về binh về rừng, về binh về rừng, quê hương chờ ta, ngày chi gian khó, cha anh ngày nào hát khúc hát thanh niên tự hào, đất nước cần là có chúng ta đi đầu. Vì đất nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là công dân ta xây nên đất trời tổ quốc, thêm xanh tươi thỏa lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong là thanh niên về Hồ Chí Minh. Ngày mai ta xây đắp những công trình vĩ đại, đồng lúa chiếu bóng quê ta nhà mây khói ngút trời, cả tổ quốc trong tương lai anh niềm tỏa sáng. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho tổ quốc hôm nay. Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, là thanh niên thế hệ Hồ Chí vì sức khỏe của nhân dân, sức trẻ và sinh viên y dược Thái Bình nguyện đóng góp một phần vào nhịp đập chung của cả nước. Chúng em không sợ khó, không sợ mệt, chỉ sợ lòng không bền. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, ước mơ giữ trong ánh mắt. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng,
dẫu đang đi về cùng nhau nắm tay bài kề. Việt Nam ta hướng về khát vọng chiến thắng, tiến lên dẫu mưa dẫu nắng, đi về cùng nhau nắm tay bài kề. Thanh niên tình nguyện hè 2021, một tràng pháo tay thật lớn để bắt đầu chương trình hôm nay thưa quý vị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị. Bắt đầu từ năm 2000 thì chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động triển khai trong toàn đoàn lấy thời điểm từ tháng 6 đến tháng 8 hàng năm để tổ chức chiến dịch của chúng ta. Qua 21 năm triển khai thì chiến dịch đã được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở đoàn và có được những bước phát triển vững chắc, khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao, khẳng định được sự đúng đắn, phù hợp về chủ trương tổ chức phong trào, làm nổi bật vai trò của tổ chức đoàn hội trong việc tập hợp đoàn kết, sức mạnh của đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên tham gia phát triển kinh tế xã hội vì cuộc sống cộng đồng, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đồng thời thông qua hoạt động tình nguyện cũng tạo môi trường cho các đoàn viên thanh niên có thể rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Thưa quý vị, theo thông lệ hàng năm thì lễ ra quân phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè của chúng ta luôn luôn được tổ chức với một sự lan tỏa rất là mạnh mẽ, sôi nổi ở khắp các cấp bộ đoàn, khắp các tỉnh thành. Tuy nhiên năm nay thì vẫn có một cái sự lan tỏa mạnh mẽ như vậy, vẫn được chứng kiến rất nhiều những hoạt động thiết thực, nhưng mà hình thức tổ chức như quý vị thấy cũng có đôi chút khác biệt để phù hợp với tình hình mới, tình hình dịch bệnh COVID-19. Ví dụ như là tổ chức theo hình thức trực tuyến như chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Thì thưa quý vị, ngay sau đây hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, chúng ta cùng trân trọng chào đón và cảm ơn sự hiện diện của các vị đại biểu khách quý cùng tới tham dự chương trình. Về phía đại biểu khách mời, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng. Trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Doãn Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị Công tác Học sinh Sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Ngọc Thắng, Phó Vụ Công tác Học sinh Sinh viên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Về phía Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào đón đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương. Trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Cường Lâm, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Thưa quý vị, về phía các đơn vị đồng hành cùng chiến dịch của chúng ta trong năm nay, xin được trân trọng giới thiệu và chào đón ông Bùi Hùng Minh, Giám đốc Đối ngoại Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, đại diện các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, đại diện các đơn vị đồng hành, các đồng chí là phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình Trung ương và Hà Nội cũng đã về tham dự và đưa tin cho sự kiện của chúng ta ngày hôm nay. Xin được chào đón toàn thể quý vị. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch sẽ lên phát biểu động viên, phát biểu phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của chúng ta. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến. Hôm nay, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 với hình thức trực tuyến, có sự tham gia của tất cả các tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc ở các điểm cầu trên cả nước. Thay mặt Ban Bí thư Trung đoàn, tôi xin gửi lời chào mừng trân trọng nhất đến các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ ngành, đoàn thể trung ương, các đồng chí phóng viên báo chí truyền hình, các bạn cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã tham dự sự kiện ý nghĩa này.
trân trọng gửi tới các đồng chí, các bạn đoàn viên thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí và các bạn, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chương trình phát động chiến dịch tình nguyện được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Dù vậy, sức nóng, không khí phấn chấn của lễ ra quân dường như không bị ảnh hưởng. Để hưởng ứng cho chương trình phát động này, đã có 138 điểm hoạt động tình nguyện trên toàn quốc với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên thanh niên để thực hiện nhiều nội dung ý nghĩa phù hợp với yêu cầu và tình hình cụ thể tại địa phương trong sáng ngày hôm nay. Có thể thấy rằng, dù ở trong bất kỳ điều kiện hoàn cảnh khó khăn nào, đoàn viên thanh niên vẫn luôn thể hiện được tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo đối với những công việc hướng về cộng đồng, những công việc thể hiện trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước. Chiến dịch tình nguyện hè năm nay tiếp tục được triển khai với 5 nội dung, bao gồm chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch. Chiến dịch mùa hè xanh dành cho sinh viên, chiến dịch hoa phượng đỏ dành cho học sinh trung học phổ thông, chiến dịch hành quân xanh dành cho đoàn viên khối lực lượng vũ trang và chiến dịch kỳ nghỉ hồng dành cho đoàn viên khối công nhân viên chức. Thông qua các nội dung cụ thể của chiến dịch, các tổ chức đoàn hội trên cả nước sẽ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, nội dung phòng chống COVID-19 là nội dung được chú trọng trong thiết kế các hoạt động cụ thể ở các cấp bộ đoàn hội. Dù khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, chúng ta đã xác lập 12 chỉ tiêu của chiến dịch để cùng nhau thi đua thực hiện trong toàn đoàn. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi các cấp bộ đoàn phải thực hiện sáng tạo, quyết tâm và nỗ lực cao mới có thể hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Năm nay, chiến dịch xác định 6 ngày hành động cao điểm với các chủ đề riêng gắn với các đối tượng cụ thể. Do đó, các cấp bộ đoàn cần xác định các mốc thời gian triển khai các công trình phần việc bám sát với kế hoạch chung của Trung ương đoàn, đảm bảo hiệu quả, thiết thực và lan tỏa rộng rãi trong thanh niên và cộng đồng, tạo dấu ấn đậm nét về tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của từng khối đối tượng thanh niên trong toàn chiến dịch. Ban Bí thư Trung đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn triển khai các nội dung của chiến dịch tình nguyện hè phải đảm bảo đủ một chương trình và 4 chiến dịch, thực hiện theo phương châm rộng khắp, hiệu quả, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, chú trọng phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của từng đối tượng thanh niên. Các hoạt động tình nguyện cần phải được chuẩn bị chu đáo cả về nội dung và phương thức tổ chức, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 ở từng địa phương. Kính thưa các đồng chí và các bạn, tình nguyện xung phong trên các tuyến đầu, những nơi khó khăn là một truyền thống tốt đẹp của đoàn viên thanh niên ta. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè là sự tiếp nối tinh thần tình nguyện của các thế hệ thanh niên đi trước, khẳng định vai trò, trách nhiệm, quyết tâm hành động của tuổi trẻ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hôm nay đóng góp sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ của mình cho đất nước. Đây cũng là thời điểm để tuổi trẻ Việt Nam đồng sức, chung lòng, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, toàn dân, toàn quân chung tay phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chủ động, tấn công mạnh mẽ để chống dịch như chống giặc. Vì vậy, trong chiến dịch tình nguyện năm nay, bên cạnh thực hiện các nội dung tình nguyện như đã đề cập ở trên, Ban Bí thư Trung đoàn kêu gọi đoàn viên thanh niên cả nước thực hiện tốt thông điệp 3T trong tham gia các hoạt động tình nguyện phòng chống dịch. Chữ T đầu tiên là viết tắt của từ tiên phong. Đoàn viên thanh niên hãy xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch. Các bạn y bác sĩ trẻ hãy tình nguyện tham gia các đội hình tuyến đầu chống dịch như điều trị, khoanh vùng, lấy mẫu, tham gia các hoạt động chuyên môn trong vùng tâm dịch. Các bạn thanh niên quân đội, công an hãy đi đầu và là lực lượng nòng cốt trong tổ chức cách ly, giãn cách các địa phương ở những đơn vị khi có yêu cầu, bảo đảm an ninh an toàn, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, v.v. Các bạn sinh viên các trường y dược hãy đi đầu trong các đội hình tình nguyện truy vết, hỗ trợ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm. Thanh niên các khối đối tượng khác hãy đi đầu trong tham gia các lực lượng trực chốt kiểm soát, v.v. Chữ T thứ hai là thông điệp viết tắt của từ tương trợ. Trong điều kiện này, đoàn viên thanh niên cần đề cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhân dân cùng vượt qua khó khăn do đại dịch mang lại. Hãy sẵn sàng đóng góp nguồn lực của mình, dù giá trị chỉ là một phần ăn sáng, để tham gia phòng chống dịch. Tích cực tuyên truyền và đóng góp tích cực cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19, tham gia các tổ hậu cần, hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch, tham gia thu hoạch mùa màng cho nhân dân bị cách ly, tham gia giúp nhân dân tiêu thụ nông sản, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, cho sinh viên ở ký túc xá ở những địa phương giãn cách xã hội, v.v. Và chữ T cuối cùng trong thông điệp 3T đó là viết tắt của từ thích ứng. Theo khuyến khích của giới chuyên môn, chúng ta không thể xóa sổ được dịch bệnh COVID-19 trong thời gian ngắn sắp tới.
Vì vậy, thích nghi với điều kiện mới là yêu cầu để chúng ta thực hiện mục tiêu kép từng bước chiến thắng đại dịch. Đồng hành với sự thích ứng đó, tổ chức đoàn hội cần chuyển đổi nhanh các hình thức tổ chức hoạt động tình nguyện, góp phần giải quyết một số nhu cầu chính đáng của đoàn viên thanh niên trong học tập, công tác, giải trí, tư vấn tâm lý, trang bị kiến thức, kỹ năng mềm, v.v., thậm chí cả việc hướng dẫn tự tập thể dục, thể thao trên các nền tảng trực tuyến. Hoặc tổ chức các công trình phần việc thanh niên thành các mô đun nhỏ để thực hiện việc hạn chế tập hợp đông người. Nhiệm vụ của tổ chức đoàn hội là phải chuẩn bị cho đoàn viên thanh niên sự sẵn sàng trước mọi biến chuyển, xáo trộn khi bước vào trạng thái bình thường mới. Và đoàn viên thanh niên phải là người sẵn sàng thích nghi với tình hình mới bằng những phương thức hoạt động học tập làm việc mới. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa thông điệp Ban Bí thư Trung đoàn muốn gửi tới các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia chiến dịch năm nay. Đó là thông điệp 3T, tiên phong, tương trợ, thích ứng. Thông điệp 3T này không những là thông điệp trong tổ chức các nhiệm vụ của chiến dịch mà là còn thông điệp cho các bạn đoàn viên thanh niên trong điều kiện tình hình mới. Kính thưa các đồng chí và các bạn, Ban Bí thư Trung đoàn tin tưởng rằng mỗi đoàn viên thanh niên, mỗi cơ sở đoàn hội sẽ biến tinh thần xung kích, tình nguyện, khát khao sẻ chia cống hiến của mình thành những hành động cụ thể, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào chương trình chung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Để những ngày hè tình nguyện thực sự là những kỷ niệm đẹp, đầy ý nghĩa trong suốt hành trình tuổi trẻ của mỗi chúng ta. Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới thế hệ trẻ, quan tâm đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã quan tâm hỗ trợ cho các hoạt động tình nguyện của thanh niên. Trân trọng cảm ơn các anh chị phóng viên báo chí truyền hình là những cầu nối đưa những hình ảnh đẹp, câu chuyện truyền cảm hứng tình nguyện của tuổi trẻ tới cộng đồng. Kính thưa các đồng chí và các bạn, mùa hè tình nguyện mới của thanh niên Việt Nam đã bắt đầu. Hãy để những ngày hè tình nguyện trở thành những tháng ngày sôi nổi đầy ý nghĩa trong cuộc đời của mỗi thanh niên chúng ta. Với tinh thần đó, mỗi chiến sĩ tình nguyện, mỗi đội hình tình nguyện hãy bắt tay ngay vào những hành động cụ thể, sáng tạo, hiệu quả, quyết tâm làm nên chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 thành công. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, tôi chính thức phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 trên toàn quốc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Quang Huy. Kính thưa quý vị, và nội dung những phần việc sôi nổi trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 của chúng ta, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng hướng về phía màn hình và đến với một phóng sự tổng hợp sau. Năm 2021 là năm thứ 22 chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Ban Bí thư Trung ương Đoàn triển khai. Chiến dịch diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Đặc biệt, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 sẽ tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Năm 2021, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được triển khai tập trung vào các địa bàn trọng tâm, các địa bàn khó khăn, vùng bãi ngang ven biển, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt năm 2020, vùng biên giới, các địa phương, đơn vị có nhiều ca mắc COVID-19. Đặc biệt, các hoạt động được triển khai trong chiến dịch tập trung thực hiện 12 chỉ tiêu cơ bản đã được đề ra. 1. Sửa chữa 2.000 km, làm mới 500 km đường giao thông nông thôn. 2. Xây dựng mới 500 tuyến phố khu vực đô thị, đường hẻm văn minh với các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. 3. Khám, tư vấn, dinh dưỡng, sức khỏe, chăm sóc răng miệng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sàng lọc bệnh mãn tính cho 200.000 người dân. 4. Trồng mới 2 triệu cây xanh. 5. Xây mới 700 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quảng đỏ, nhà bán trú. 6. Xây dựng mới 1.000 điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh thiếu nhi, công trình vì đàn em thân yêu. 7. Vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 300.000 ý tưởng sáng kiến. 8. Tư vấn hướng nghiệp cho 300.000 lượt đoàn viên thanh niên. 9. Giới thiệu việc làm cho 150.000 thanh niên. 10. Tập trung kiến thức khởi nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên, hỗ trợ 300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. 11.
tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 150.000 đoàn viên thanh niên nông thôn. 12. Kết nạp 300.000 đoàn viên mới, giới thiệu 20.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết nạp 6.000 đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú. Đặc biệt, điểm mới của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 đó là việc tổ chức các ngày hoạt động cao điểm quy mô toàn quốc. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, Ngày Chiến sĩ Tình Nguyện chung tay giải quyết thủ tục hành chính, đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% cơ sở đoàn khối công chức viên chức. Ngày 20 tháng 6 năm 2021, Ngày Chiến sĩ Tình Nguyện vì Văn minh Đô thị, đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% đoàn cơ sở khối quận, thành phố, thị xã. Ngày 18 tháng 7 năm 2021, Ngày Chiến sĩ Tình Nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% đoàn cơ sở khối huyện. Ngày 26 tháng 7 năm 2021, Ngày Chiến sĩ Tình Nguyện uống nước nhớ nguồn, đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% đoàn cơ sở. Ngày 1 tháng 8 năm 2021, Ngày Chiến sĩ Tình Nguyện vì đàn em thân yêu, đồng loạt triển khai trên toàn quốc tới 100% đoàn cơ sở. Từ ngày 15 tháng 8 năm 2021, Ngày Hội Chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ toàn quốc, đồng loạt triển khai tới 100% đoàn cơ sở. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè sẽ diễn ra với một chương trình và 4 chiến dịch. Chương trình Tiếp sức mùa thi được triển khai từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Hoạt động cao điểm diễn ra vào ngày 6 đến ngày 9 tháng 7 năm 2021. Nội dung triển khai, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình Tiếp sức mùa thi sau 20 năm triển khai, rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ, tiếp sức thí sinh để tổ chức các hình thức hỗ trợ phù hợp, tập trung vào thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đẩy mạnh hình thức hỗ trợ trực tuyến, tuyên truyền về website chính thức của chương trình, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng cho các đội hình tình nguyện, tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm, giúp học sinh tự tin khi tham dự kỳ thi, thiết lập các đường dây liên lạc, các đầu số hỗ trợ hotline để giải đáp và tư vấn các nội dung liên quan đến kỳ thi, thành lập các đội hình tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp cùng với địa phương, các bệnh viện, trạm y tế, các học viện, các trường đại học cao đẳng xử lý khi có sự cố bất thường. Chiến dịch mùa hè xanh triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Nội dung triển khai, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng đô thị văn minh, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giữ gìn vệ sinh, nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuyên truyền luật thanh niên, các nghị định của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh và các ngoại ngữ khác cho thanh thiếu nhi, tổ chức kết nạp đoàn viên hội viên mới. Chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ, tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác dạy và học, công tác chuẩn bị cho năm học mới sau dịch bệnh, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức tuyên truyền cho học sinh và người dân về thái độ, hành vi ứng xử nơi công cộng, bảo vệ môi trường, thực hiện ngày Chủ nhật xanh, tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, phòng chống bạo lực học đường, gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động tình nguyện với các nội dung sinh hoạt hè của học sinh trung học phổ thông, tổ chức rà soát, giới thiệu, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Nội dung: bảo vệ môi trường, tu sửa, giữ gìn cảnh quan, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh sạch đẹp, tổ chức ngày Chủ nhật xanh tại đơn vị, tư vấn hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân tại nhà trong tình hình dịch bệnh COVID-19, tổ chức ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chăm lo các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thành lập các đội hình thầy thuốc trẻ tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức phiên chợ bán hàng bình ổn giá cho thanh niên công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, tổ chức các đội hình văn hóa văn nghệ, xe chiếu phim lưu động phục vụ các địa bàn vùng sâu vùng xa, các địa bàn khó khăn, tổ chức các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi,
tuyên truyền về xây dựng chính phủ điện tử và tổ chức hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Chiến dịch Hành quân xanh, thời gian từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2021. Nội dung triển khai, tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tổ chức chương trình nâng bước em đến trường, tổ chức các hoạt động trong chiến dịch Hãy làm sạch biển, tổ chức các hoạt động tình nguyện góp phần nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân tộc thiểu số, tổ chức các hoạt động tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho người dân và thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các địa bàn giáp biên giới trong trạng thái bình thường mới. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021 là môi trường để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước. Thông qua hoạt động tình nguyện, tạo môi trường cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần xây lớp thanh niên thời đại mới, có bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe, có kỹ năng thực hành xã hội, đóng góp một phần lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở khắp các tỉnh thành, khắp các cơ sở, khắp các cấp bộ đoàn, một tràng pháo tay thật lớn cho chiến dịch của chúng ta trong năm nay, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 thì nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa sẽ được thực hiện nhằm đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực vào việc thực hiện phát triển kinh tế tại các địa phương. Và sau đây chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng theo dõi một đoạn phóng sự tiếp theo giới thiệu về tuyến các công trình cấp trung ương. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021, Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiến hành trao tặng 27 công trình thanh niên cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc. Cụ thể, tại tỉnh Điện Biên, xây dựng 2 sân chơi thiếu nhi và 4 công trình trường đẹp cho em. Tỉnh Hòa Bình xây dựng 1 nhà hạnh phúc cho em. Tỉnh Sơn La xây dựng 2 công trình trường đẹp cho em. Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1 công trình trường đẹp cho em. Tỉnh Hà Giang xây dựng 2 sân chơi và 3 tủ sách thiếu nhi. Tỉnh Lạng Sơn xây dựng 5 công trình lọc nước sạch và 1 phòng học cho em. Tại tỉnh Tuyên Quang xây dựng 1 cầu hạnh phúc. Tại Bắc Ninh xây dựng 2 nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa. Và tại thành phố Hải Phòng cũng sẽ xây dựng 2 nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa. Tỉnh Bình Định xây dựng 1 công trình nhà vệ sinh trường học và 1 công trình sửa chữa trường mẫu giáo. Tỉnh Quảng Nam sẽ xây dựng những công trình lọc nước sạch, nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa, nhà hạnh phúc cho em, hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời và công trình trường đẹp cho em. Tỉnh Quảng Bình xây dựng 2 công trình trường đẹp cho em. Tại Gia Lai xây dựng 1 công trình nhà nội trú cho em. Tại Đắk Lắk xây dựng 4 ngôi nhà 3 tốt cho học sinh trung học phổ thông và 1 nhà bán trú cho em. Và tại Kon Tum sẽ xây dựng 1 công trình trường đẹp cho em. Tỉnh Bình Thuận xây dựng 1 nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa. Tỉnh Đồng Nai xây dựng 5 công trình lọc nước. Tỉnh Bến Tre xây dựng 1 nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa. Và tại Bạc Liêu xây dựng 1 cây cầu hạnh phúc. Các hoạt động phòng chống COVID-19. Tại thành phố Hà Nội trao tặng 1.000 khẩu trang, 120 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay, nhu yếu phẩm. Trao tặng 450 suất quà nhu yếu phẩm cho sinh viên tại tỉnh Bắc Ninh. Tại tỉnh Bắc Giang trao tặng 1.000 khẩu trang, 120 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay và 300 suất quà nhu yếu phẩm. Tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1.000 bộ kit test nhanh COVID-19. Trao tặng Đoàn Thanh niên Bộ Công an 1.000 khẩu trang, 120 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay và 50 triệu đồng. Trao tặng Ban Thanh niên Quân đội 1.000 khẩu trang, 120 bộ đồ bảo hộ, 2.000 găng tay và bình nước. Tại tỉnh An Giang xây dựng 16 công trình nước sạch vùng biên, hỗ trợ nước sinh hoạt cho các chốt phòng chống dịch COVID-19. Và cuối cùng tại tỉnh Quảng Nam, trao tặng 300 thùng sản phẩm sát khuẩn Lifebuoy. Tổng kinh phí cho các công trình hoạt động là 16 tỷ 215 triệu đồng. Vâng, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể quý vị, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 của chúng ta cũng đã nhận được sự hỗ trợ về nguồn lực của các cơ quan, các doanh nghiệp trên cả nước. Và tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ, các đơn vị đồng hành sẽ cùng tiến về phía sân khấu để trao biển tượng trưng các nguồn lực hỗ trợ đến với chương trình của chúng ta. Đầu tiên sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam hỗ trợ thực hiện 15 công trình nước sạch tại các trường tiểu học,
5 công trình nhà vệ sinh có sử dụng vật liệu chai nhựa và các hoạt động vật phẩm trị giá tổng cộng là 6.097.500.000 đồng. Và sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban chỉ đạo chiến dịch sẽ cùng tiến về phía sân khấu để tiếp nhận biển tượng trưng của công trình. Và xin được trân trọng kính mời ông Bùi Hồng Minh, Giám đốc đối ngoại Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam sẽ cùng tiến về phía sân khấu để trao biển tượng trưng. Thưa quý vị, hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn trong giây phút ý nghĩa này. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Ngô Văn Cương, trân trọng cảm ơn ông Bùi Hồng Minh. Và tiếp theo chương trình, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ cùng tiến về phía sân khấu để nhận biểu tượng trưng của các công trình. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu các đơn vị có tên sau. Xin được mời bà Phạm Thị Nụ, đại diện của nhóm Fandom Hanvin, tài trợ kinh phí công trình trường đẹp cho em tại tỉnh Yên Bái trị giá 440 triệu đồng. Xin cảm ơn sự chia sẻ của nhóm Fandom Hanvin. Chúng tôi xin được mời lên sân khấu bà Phạm Hồng Anh, đại diện Mái ấm Hạnh phúc, tài trợ kinh phí công trình trường đẹp cho em tại huyện Mường La của tỉnh Sơn La, trị giá 357 triệu đồng. Xin cảm ơn Mái ấm Hạnh phúc. Tiếp theo xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Thùy Linh, đại diện nhóm Sky MTP, tài trợ một phần kinh phí công trình trường đẹp cho em tại tỉnh Sơn La, trị giá 100 triệu đồng. Sky MTV ạ. Và chúng tôi cũng xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Vinh Hiền, tài trợ 112 triệu đồng cho chương trình trường đẹp cho em tại tỉnh Đắk Lắk. Xin được cảm ơn bà Nguyễn Vinh Hiền. Và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Tường Lâm. Thưa quý vị, nhân dịp này thì Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng xin được gửi lời cảm ơn trân trọng đến sự đóng góp của các đơn vị Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Á, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang, Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland và các doanh nghiệp khác cũng đã đồng hành, đã chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Và kính thưa quý vị, trong những ngày qua thì dịch bệnh Covid-19 đang liên tục có những diễn biến phức tạp tại các tỉnh, các thành phố. Nhiều đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những thanh niên sinh viên khối ngành y dược đã xung phong lên tuyến đầu để chống dịch. Tại các tỉnh, thành đoàn, đoàn viên thanh niên tích cực chung tay tham gia vào các hoạt động chống dịch tại địa phương. Và để hỗ trợ cho các đội hình tình nguyện tuyến đầu, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tích cực vận động nguồn lực, vật phẩm để hỗ trợ các đội hình. Và sau đây, chúng tôi xin được mời đại diện các đơn vị sẽ cùng tiến về phía sân khấu để tiếp nhận các vật phẩm. Tại chương trình ngày hôm nay, xin được mời đại diện của Hội Thầy Thuốc Trẻ Việt Nam, đại diện của Thành đoàn Hà Nội, đại diện của Thanh niên Quân đội và đại diện của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ đội Biên phòng sẽ cùng tiến về phía sân khấu ngay lúc này ạ. Xin trân trọng kính mời. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sẽ cùng tiến về phía sân khấu để trao tặng nguồn lực tới đại diện các đơn vị đang có mặt trên sân khấu lúc này. Hãy dành những tràng pháo tay thật lớn trong giây phút này thưa quý vị. Vâng, khi dịch bệnh diễn ra ở đâu đâu chúng ta cũng thấy có những màu áo trắng của những y bác sĩ và không thể thiếu được đó là màu áo xanh của những người thanh niên Việt Nam. Đặc biệt là khi tổ quốc gọi, thanh niên sẽ lên đường. Và đây là những sự động viên hỗ trợ rất kịp thời, rất đúng lúc để các đoàn viên thanh niên nơi tuyến đầu chống dịch có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, xin được cảm ơn đại diện các đơn vị.
Và kính thưa quý vị, để hiệu triệu đoàn viên thanh niên cả nước cùng chung tay cống hiến sức trẻ với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, sau đây chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với lễ phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021. Và để đến với nghi lễ này, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng. Xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trân trọng kính mời đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Ngọc Hương, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội Trung ương. Và xin được trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ cùng tiến về phía sân khấu. Vâng, xin mời quý vị sẽ cùng đặt tay lên phía màn LED và phía dưới chuẩn bị những tràng pháo tay thật lớn. Chúng ta sẽ cùng đến với giây phút chính thức phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021. Hãy đếm ngược cùng chúng tôi thưa quý vị. 7 6 5 4 3 2 1. Vâng quý vị, như vậy là chiến dịch tình nguyện hè 2021 của chúng ta đã chính thức bắt đầu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý. Ngay lúc này cũng như là những ngày trước đó thì rất nhiều những hoạt động sôi nổi của thanh niên Việt Nam đã được triển khai ở khắp các tỉnh thành, đặc biệt là nơi tuyến đầu chống dịch. Vâng thưa quý vị, hưởng ứng phát động chiến dịch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thì những ngày vừa qua, các cấp bộ đoàn hội đội trên cả nước đã tổ chức ra quân chiến dịch, tích cực thực hiện các công trình, các phần việc, tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, đặc biệt là những hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những hoạt động đó qua phóng sự ngắn. Mời quý vị cùng theo dõi. Nhằm chăm lo, hỗ trợ người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh COVID-19, ngày 28 tháng 5 năm 2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, chương trình san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu, nhân dân và thanh thiếu nhi chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19. Tiêu biểu như triệu bữa cơm, trạm rửa tay dã chiến. Tại chương trình, ngày 28 tháng 5 năm 2021, tổng giá trị ủng hộ từ các mạnh thường quân, các tổ chức cá nhân lên đến hơn 4 tỷ đồng. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ tiễn đoàn công tác gồm 50 sinh viên lên đường chi viện cho tỉnh Bắc Ninh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm động viên, khích lệ tinh thần và mong muốn được chia sẻ một phần khó khăn với các bạn sinh viên tình nguyện. Ngay trong sáng ngày 1 tháng 6 năm 2021, Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức thăm và ủng hộ cho đoàn công tác 2.000 găng tay, 120 áo bảo hộ, 1.000 khẩu trang, 200 thùng nước và 25 triệu đồng tiền mặt. Ngày 9 tháng 6 năm 2021, tại trường tiểu học Ngũ Đoan, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng, diễn ra lễ khởi công xây dựng nhà vệ sinh với 4.000 chai nhựa tái chế. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tính giáo dục cao về việc sử dụng và tác hại của rác thải nhựa trong học sinh sinh viên. Ngày 5 tháng 6 năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021. Hưởng ứng lễ ra quân chiến dịch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai chương trình nâng bước em đến trường, tặng sách giáo khoa mới cho 1.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con em người đồng bào dân tộc thiểu số với tổng giá trị 200 triệu đồng. Chương trình chắp cánh ước mơ thanh niên khởi nghiệp với mục tiêu hỗ trợ 500 thanh niên nông thôn, nuôi 500 con giống gia súc, thăm, động viên, tặng quà học sinh, sinh viên, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Tổng giá trị các công trình, phần việc trong chương trình lên đến gần 1,3 tỷ đồng. Tuổi trẻ Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang với phương châm xung kích, sáng tạo, hiệu quả, lan tỏa, an toàn, tích cực xung kích tình nguyện tham gia giải quyết các vấn đề khó khăn trong xã hội, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch COVID-19,
tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng. Ngày 5 tháng 6, Đoàn Thanh niên Công an huyện Yên Dũng khởi động với chiến dịch Hành quân xanh, với hoạt động thu hoạch lúa giúp bà con nông dân, các gia đình thuộc diện cách ly, gia đình neo đơn trên địa bàn. Ngày 7 tháng 6, Đoàn Thanh niên VNPT huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu tổ chức khởi động chiến dịch kỳ nghỉ hồng với hoạt động hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang tại thị trấn Mường Tè. Điểm bán vải bắt đầu triển khai vào lúc 7 giờ sáng với sự tham gia của khoảng 20 tình nguyện viên túc trực hỗ trợ các khâu từ bốc rỡ, vận chuyển, nhận đơn hàng, cân vải, bán lẻ, giao hàng. Hơn 2 tấn vải thiều Bắc Giang đã được tiêu thụ trong ngày 7 tháng 6. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn thành phố Hải Phòng khởi động đội hình thanh niên tình nguyện phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, đội hình tình nguyện bắt tay ngay vào các hoạt động như hỗ trợ lấy thông tin, tình trạng sức khỏe của hành khách từ các chuyến bay hạ cánh tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, lấy mẫu xét nghiệm. Hoạt động đã phát huy tính hiệu quả trong công tác đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Thành đoàn Cần Thơ đã triển khai mô hình 2.000 đoàn viên thanh niên bổ sung hỗ trợ cho các chốt kiểm soát phòng chống dịch của thành phố Cần Thơ. Trước 0 giờ ngày 30 tháng 5, các đoàn viên thanh niên đã được phân bổ về các điểm chốt, trong đó ưu tiên các chốt nóng. Nhiệm vụ của các bạn đoàn viên thanh niên tại các chốt kiểm soát là hỗ trợ lấy thông tin dịch tễ hành khách vào các cửa ngõ thành phố. Cũng trong những ngày này, trên địa bàn tỉnh Bình Phước triển khai các đội hình trực chốt tại các điểm kiểm soát cửa ngõ ra vào của tỉnh. Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, lực lượng thanh niên huyện Đồng Phú là lực lượng tiên phong, đồng đảo, sẵn sàng hỗ trợ 24 trên 24 giờ để hỗ trợ cho chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã Tân Lập, với phương châm quyết tâm không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Không quản ngày đêm, các bạn đoàn viên thanh niên với ngọn lửa nhiệt huyết, ngày đêm hướng dẫn bà con kê khai y tế, kiểm tra thân nhiệt, rà soát thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch bệnh. Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp với Hội đồng đội tỉnh Gia Lai và Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khánh thành và trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cho liên đội trường tiểu học Anh Hùng Núp, thành phố Pleiku. Đây là một trong 80 công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội do Hội đồng đội Trung ương phát động triển khai trong năm 2021 chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Công trình được xây dựng trong thời gian 6 tuần với tổng kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, ngay trong ngày hôm nay ngày 11 tháng 6 thì tại 67/67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức 138 đội hình với 3.465 tình nguyện viên thực hiện các hoạt động tại thời điểm này. Thì thưa quý vị, để hưởng ứng chương trình phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện này 2021 thì sau đây chúng tôi cũng xin được mời quý vị sẽ cùng đến với một phần rất là thú vị, đấy là chúng ta kết nối trực tuyến với các điểm cầu. Và hiện giờ cũng đang theo dõi chương trình của chúng ta để cập nhật các hoạt động của các đoàn viên thanh niên tại từng điểm cầu đó. Có lẽ đầu tiên xin được kết nối với một điểm cầu mà bây giờ đang có được sự quan tâm của rất nhiều người dân cả nước. Đấy là tâm dịch của chúng ta, Bắc Ninh và Bắc Giang ạ. Đầu tiên xin mời Bắc Ninh ạ. Ở đây chúng tôi cũng đã kết nối được với bác sĩ Tạ Hồng Hải Đăng. Xin chào anh Đăng ạ, anh Đăng có nghe rõ không ạ? Dạ vâng, chào. Xin chào điểm cầu trung đoàn với bạn đồng viên thanh niên trên cả nước ạ. Vâng, anh Đăng thân mến. Có lẽ đầu tiên xin mời anh cập nhật một chút về những hoạt động của các đoàn viên thanh niên của đoàn mình tại Bắc Ninh ở thời điểm này, tức là mình đại học y của mình ấy đã đi từ ngày nào đến ngày nào, đến thời điểm này là đoàn của mình đã ở Bắc Ninh được bao nhiêu lâu, và trong quá trình đó thì mình đã thực hiện những hoạt động như thế nào ạ? Xin mời anh ạ. Dạ vâng, hiện tại thì đoàn công tác số 3 gồm 49 cán bộ, giảng viên, bác sĩ nội trú, sinh viên trong tổ số 150 thành viên trường đại học y Hà Nội tăng cường hỗ trợ công tác chống dịch tại Bắc Ninh. Các cán bộ và sinh viên trước khi lên đường thì đã được tập huấn, tuyển chọn kỹ càng, trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn. Đoàn bắt đầu đợt công tác từ ngày 1 tháng 6 cho tới nay tại thành phố Bắc Ninh, tham gia các công tác lấy mẫu cộng đồng và trong khu cách ly F1, đồng thời tham gia công tác truy vết các đối tượng trên địa bàn thành phố, tiêm chủng, tổ chức tập huấn cho địa phương và hỗ trợ CDC Bắc Ninh thực hiện xét nghiệm PCR. Vâng, thực ra khi mà nói về tâm dịch lúc này thì chắc hẳn là nhiều quý vị sẽ hiện lên ngay trong suy nghĩ của mình những hình ảnh mà thể hiện rất rõ sự hy sinh của các y bác sĩ. Những đôi bàn tay bị nhăn nhúm vì ngâm mồ hôi quá lâu này, rồi lưng bỏng rát,
rồi người ta ngất đi vì làm việc nữa. Tất nhiên đó là những ngày ban đầu khi mà chúng ta thực sự bắt tay vào chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang, và đó cũng là những ngày căng thẳng nhất. Tại thời điểm này thì cái sức khỏe của các y bác sĩ, đặc biệt là trong đoàn của mình, là như thế nào ạ thưa anh? Mình đã quen với cái guồng hoạt động này rồi đúng không ạ? Dạ vâng, trong quá trình hoạt động trong vùng tâm dịch thì bất chấp những cái khó khăn như là thời tiết, cái nóng bức trong bộ đồ bảo hộ kín mít, tính chất công việc thì luôn là khẩn cấp, thường trực và đa dạng, tiềm tàng nhiều các yếu tố nguy cơ. Thế tuy nhiên thì toàn thể anh em thầy trò trong đoàn thì vẫn giữ vững tinh thần sẵn sàng, quyết tâm tham gia các hoạt động, vinh dự góp phần nhỏ bé vào các hoạt động chung của cả nước, và luôn luôn vững tin và chiến thắng trong hoạt động phòng chống dịch, không chỉ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh mà trên cả toàn quốc. Vâng ạ, cái tin đó là điều rất là quan trọng. Vâng, xin mời anh ạ, anh có thể nói gì thêm ạ? Vâng, tình hình sức khỏe của thầy trò anh em ở đây thì vẫn đang rất là tốt ạ. Vâng, và đây cũng là một cái vinh dự hết sức là to lớn cho cả đoàn vì được đại diện cho trường Đại học Y Hà Nội tiến vào vùng tâm dịch, chung tay hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong cái giai đoạn khó khăn đối với đối phó với dịch COVID-19. Đó là tinh thần của những người thanh niên Việt Nam thưa quý vị. Được chiến đấu là vinh dự, một tràng pháo tay thưa quý vị. Một câu cuối cùng thưa anh, trong tương lai ngắn, cái kế hoạch của mình tại Bắc Ninh là gì ạ? Dạ vâng, từ trong anh em trước khi lên đường thì đã xác định là ngày nào mà dịch vẫn còn thì anh em sẽ vẫn tiếp tục ở đây để chống dịch ạ. Và chúng tôi tin rằng là ngày được trở về sẽ không còn xa đâu, vì tất cả bây giờ đang có rất nhiều những tín hiệu tích cực. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Tạ Hồng Hải Đăng, trưởng đoàn số 3, sinh viên Đại học Y Hà Nội. Cảm ơn anh rất lớn thưa quý vị, cảm ơn anh Đăng ạ. Vâng, xin chào. Vâng, xin cảm ơn anh. Kế bên Bắc Ninh, chúng tôi mời quý vị bây giờ sẽ kết nối với Bắc Giang. Bắc Giang thì luôn là một tâm dịch mà xuất hiện trên rất nhiều những mặt báo, các đơn vị truyền thông trong suốt thời gian vừa qua. Ngay như là trung tâm tin tức VTV Digital của chúng tôi cũng đã đưa tin rất nhiều về tâm dịch Bắc Giang. Và bây giờ thì chúng ta đã được kết nối với cả thạc sĩ bác sĩ Huỳnh Phương Nguyệt Anh, bí thư đoàn của Bệnh viện Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và bên cạnh là gương mặt này quen này quý vị. Đó. Quý vị nhìn cái đầu là thấy quen này. Bác sĩ Đặng Minh Hiệu. Nếu quý vị mà nhìn trên mặt báo thời gian vừa qua thấy bác sĩ Hiệu rất nổi tiếng với hai bức ảnh ghép gần nhau. Một bức là tóc xoăn đẹp trai. Một bức đấy ông cạo húi đầu rồi đi vào tâm dịch chống dịch rồi. Chào đón hai vị khách mời của chúng ta thưa quý vị. Vâng, hôm qua thì tôi có đọc được một bài báo, ở đó thì lãnh đạo của tỉnh Bắc Giang cũng đã phát biểu rất rõ rằng là tình hình dịch bệnh, tình hình chống dịch tại Bắc Giang đã đi qua thời điểm căng thẳng nhất. Vậy thì cập nhật cụ thể ở thời điểm này cái tình hình dịch bệnh cũng như là không khí chống dịch của những đoàn viên thanh niên tại Bắc Giang đang diễn ra như thế nào ạ? Và có lẽ xin mời chị Nguyệt Anh ạ. Xin chào điểm cầu Trung ương đoàn và chào các bạn đoàn viên thanh niên cả nước. Thì hôm nay mình và bác sĩ Hiệu xin có đôi lời chia sẻ về cái hoạt động chống dịch hiện tại của tỉnh Bắc Giang. Thì tại thời điểm hiện tại thì đoàn Thành phố Hồ Chí Minh từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì có 5 anh em, gồm có 3 bác sĩ và 2 điều dưỡng, là những người đã được đào tạo, huấn luyện và có trình độ để mà tham gia hỗ trợ Bắc Giang. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì tụi mình đang ở điều trị ở khu F0 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Tình hình hiện tại thì rất là vui, thì có vẻ là tình hình dịch nó đang được kiểm soát, rất là từ từ được kiểm soát. Tình hình dịch bệnh có vẻ hạ nhiệt, anh em tinh thần của anh em ở khu điều trị F0 của anh em Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là anh em ở Bắc Giang thì một tinh thần rất là phấn khởi, hy vọng là sắp tới là sẽ thấy được tình hình dịch được ổn định và sắp tới được có ngày về đoàn tụ với gia đình. Vâng ạ, chúng ta đều hy vọng vào điều đó. Vâng, thưa chị Nguyệt Anh ạ, một trong những cái điều mà tạo nên sức mạnh của chúng ta trong những đợt dịch vừa diễn ra, đây là đợt dịch thứ tư rồi, đấy là sự đoàn kết gắn bó rất là chặt chẽ của các đơn vị mà cùng tham gia phối hợp chống dịch. Trong đó các đoàn y bác sĩ từ các tỉnh thành khi mà đến những tâm dịch, ví dụ như lần này mình đến Bắc Giang chẳng hạn, thì chắc hẳn cũng đã nhận được rất nhiều những sự hỗ trợ của địa phương, đặc biệt là của đoàn viên thanh niên địa phương. Ở đó, ở trong câu chuyện này có một cái điều gì đó chị thấy xúc động hoặc là muốn được gửi lời cảm ơn, một cái chia sẻ gì đó với các bạn đoàn viên thanh niên của Bắc Giang mà cũng tham gia chống dịch cùng với các anh chị em không ạ? Đối với mình ấn tượng về đoàn viên thanh niên của Bắc Giang thực sự là rất 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 là dễ thương.
Ngay từ lúc mà anh em tụi mình di chuyển từ Hà Nội để vào Bắc Giang, chỉ mới đến những cái điểm như là tập kết để được gặp lãnh đạo, được bàn giao, được nhận quà, đã có điểm tập kết hàng. Thì ở những khu vực sàng lọc thì tụi mình đã được gặp gỡ các bạn đoàn viên thanh niên. Thì có vẻ là nhờ sức nóng bỏng của bác sĩ Hiệu thì mình cũng được được các bạn biết đến từ rất là sớm, trước khi thậm chí là tụi mình chưa bắt tay vào công việc ở Bắc Giang mà đã được biết đến. Các bạn chào đón, các bạn rất là vui. Các bạn nói là, các bạn có nói một cái câu mà mình cảm thấy là, các bạn nói là sự nhiều đoàn lắm rồi, nhiều đoàn đã đến chi viện cho Bắc Giang, không chỉ có Sài Gòn, nhưng mà các bạn cảm thấy là cả nước đang chung tay hỗ trợ cho Bắc Giang. Các bạn cảm thấy là các bạn không biết cô đơn nữa, không như những ngày đầu nữa, các bạn cảm thấy là không bị bỏ rơi, và các bạn thấy là nó là một cái tinh thần mà giúp cho các bạn có thể đi làm, có thể hỗ trợ ở tất cả, từ là giao cơm, rồi từ là sàng lọc, từ truy vết, thậm chí các bạn sinh viên và cả những anh chị ở trong bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, các bạn, anh chị rất là vui, cảm thấy là ấm áp lắm, cảm thấy là cả nước đang hướng về Bắc Giang và mọi người cũng vui lên, cũng không, thậm chí có những người ở đây một tháng trời nhưng mà người ta cũng rất là vui. Vâng, xin cảm ơn chị. Cái này còn phải chia sẻ thêm với chị cũng như là quý vị khán giả. Đấy là tuần vừa qua thì em có viết một cái tổng hợp những tin tức trong tuần trên VTV Digital. Thì trong đấy, khi mà nghĩ đến những người thanh niên Việt Nam ở tâm dịch ấy, thực sự trong tim em nghĩ đến một cái hình ảnh, đấy là bức ảnh nụ cười chiến thắng dưới chân thành cổ. Nó rất là lạc quan. Và so sánh, quý vị sẽ thấy có những cái điểm chung ở đây. Đều là những người thanh niên Việt Nam. Phía trước họ là quân thù, là khó khăn, là thử thách, thậm chí là sự hy sinh. Đằng sau họ là gia đình, cao hơn là tổ quốc. Và bên cạnh họ là những người đồng đội. Và họ ở trong cái khoảnh khắc đó, ranh giới sự sống và cái chết đó, ranh giới của những cái khó khăn đó, họ nở một nụ cười rất lạc quan. Thêm một điều nữa là rất tiếc vì chúng ta phải đeo khẩu trang ở đây. Nếu như mà, tất nhiên khẩu trang là chống dịch là cần thiết rồi, nhưng mà nếu như không có chiếc khẩu trang thì tôi tin là quý vị sẽ nhìn thấy rất nhiều những nụ cười lạc quan ở chính nơi tâm dịch. Bây giờ chuyển sang một tí sang KOL của đoàn đi. Đấy, bác sĩ Hiệu. Chính nhờ bác sĩ Hiệu, KOL của đoàn, mà rất nhiều người đã dành được sự quan tâm đặc biệt đến đoàn của chúng ta. Bác sĩ Hiệu ạ, bây giờ tóc đã dài hơn được một chút rồi đúng không ạ? Bao giờ thì bạn lại định cạo tóc một lần nữa? Tại vì bây giờ thời gian về thì tụi em cũng chưa có xác định được, cũng hy vọng là dịch ổn thì có thể mau sớm về. Còn nếu trong thời gian tới mà tóc nó còn vướng víu thì sẽ cạo tiếp. Về ở đây thì nói chung anh em đây, thật ra cái hình ảnh của em nó cũng chỉ là một trong số những hình ảnh thôi. Anh em ở đây thì nói chung ai cũng đã cạo hết rồi, cho mặc bộ đồ hộ nó hơi nóng á, cho nên là anh em cũng cạo hết rồi. Và em cũng mong muốn đó là, thực ra cái hình ảnh của em nó chỉ là một cái giống như là phải cáp cho xe mà thôi, nhưng mà nó lại có một cái sức lan truyền như vậy thì em cũng rất là mong là nó sẽ trở thành một cái hình ảnh để cho không những chỉ đoàn viên thanh niên cả nước mà người dân của chúng ta cũng sẽ có một cái ý thức nó cao hơn để cho cái công cuộc chống dịch chúng ta nó sẽ đi về ngày chiến thắng sớm hơn. Dạ. Dù sao chúng tôi cũng cảm ơn pha cắt tóc ngoạn mục của bạn, bởi vì đó thực sự là chúng tôi cần những câu chuyện cụ thể để nói về những hoạt động cụ thể. Có lẽ bây giờ chúng tôi rất muốn mời hai vị khách mời của chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của một người đặc biệt trong khán phòng ạ. Xin mời anh Tuấn ạ, đại diện cho tuổi trẻ cả nước, và nói một điều gì đó với những người thanh niên mà đang có mặt ở tâm dịch nóng bỏng nhất của cả nước lúc này là Bắc Giang. Anh hãy chia sẻ một điều gì đó, em mời anh. Xin chào Nguyệt Anh và Minh Hiệu. Dạ. Tôi và các bạn thanh niên cũng như hàng triệu người dân Việt Nam xin bày tỏ tình cảm tri ân sâu sắc nhất và sự khâm phục với những cái vất vả, khó khăn, sự hy sinh và chấp nhận gian khổ của các bạn cũng như các y bác sĩ, rồi các cán bộ chiến sĩ của quân đội, công an ở trên tuyến đầu chống dịch. Chính nhờ cái tinh thần chia sẻ, hy sinh, không quản ngại khó khăn vất vả của các bạn mà chúng tôi có thể mạnh khỏe, bình yên, ngồi ở đây để làm việc, để đóng góp cùng với các bạn thực hiện tốt cái công cuộc phòng chống đại dịch hiện nay. Tôi xin chúc cho Nguyệt Anh, Minh Hiệu cùng các y bác sĩ đang thực hiện nhiệm vụ hết sức là vinh quang ở trên tuyến đầu chống dịch luôn mạnh khỏe và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ mà ngành y tế đã đặt ra. Sau đây thì tôi cũng rất muốn mời Nguyệt Anh và Minh Hiệu gặp người thủ lĩnh của các bạn, bác sĩ Hà Anh Đức, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Yeah. Cảm ơn Minh Thư.
Xin chào hai bạn thủ lĩnh của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Có lẽ là các bạn là những cái gương sáng trong cái đội ngũ tình nguyện của lực lượng thanh niên Việt Nam nói chung và lực lượng thanh niên trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là Hội Thầy Thuốc Trẻ nói riêng. Thì Hội Thầy Thuốc Trẻ cũng là một trong những lực lượng tiên phong, có lẽ là chúng ta cũng không quản ngại khó khăn, hỗ trợ trên mọi mặt trận, từ lĩnh vực điều trị, sàng lọc cho đến xét nghiệm. Và các bạn là những cái gương để cho những lực lượng thầy thuốc trẻ trong trên phạm vi cả nước sẽ chung sức chung tay cùng với ngành y tế, cùng với lại Đảng, Nhà nước, Chính phủ để sớm có thể ổn định tình hình và coi như khống chế được dịch. Thủ tướng đã chỉ đạo là phải bằng mọi cách để khống chế dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh để ổn định tình hình. Và rất mong là với sự tình nguyện của các bạn cùng với lại cái đội ngũ y bác sĩ của Bắc Giang cũng như là các cái lực lượng tình nguyện đang có mặt tại Bắc Giang, Bắc Ninh sẽ chung tay cùng với y tế Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ sớm khống chế dịch COVID-19. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng ạ, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Anh Tuấn và tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Nguyệt Anh và bạn Minh Hiệu. Cảm ơn hai người đã dành thời gian rất là bận rộn của mình để kết nối với chúng tôi. Chúc cho hai anh chị sẽ có sức khỏe và chúng ta sẽ sớm gặp nhau sau đại dịch. Dạ, em có thể nói lời tạm biệt được không ạ? Vâng, xin mời ạ. Hãy nói về điều gì đó ạ, xin mời ạ. Dạ, thì sau khi nghe những chia sẻ của Trung ương Đoàn cũng như là Hội Thầy Thuốc Việt Nam, thì Nguyệt Anh với Minh Hiệu cũng xin có một số lời nhắn nhủ đối với đoàn viên thanh niên cả nước. Hiện tại hai đứa mình á đang có một cuộc chiến. Cuộc chiến này nó không có súng ống hay là đạn dược, nó không có, nhưng vẫn có người chết, nó vẫn có những người hy sinh. Cuộc chiến này có thể là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong thời thanh xuân của hai đứa mình, cũng như là của các bạn đoàn viên đang tham gia chống dịch. Thì đối với những bạn đoàn viên thanh niên khác trên cả nước, tụi mình cũng muốn gửi lời nhắn nhủ, thì các bạn hãy là phát huy tinh thần xung kích của thanh niên, xung kích tại chỗ, dù người nhỏ hay là việc nhỏ. Các bạn có thể tham gia tất cả các hoạt động truy vết, đi chợ, canh gác, lấy mẫu, tránh điều trị bệnh nhân. Thì đó là những gì mà người anh với Minh Hiệu muốn lan tỏa trên khắp các bạn đồng viên trong cả nước. Hy vọng tất cả chúng ta cùng chung tay góp sức để cho dịch bệnh nhanh được đẩy lùi. Tuyệt vời, xin cảm ơn hai anh chị. Chúc sức khỏe hai anh chị và những người đồng đội của mình. Vâng ạ, quá tuyệt vời đúng không quý vị, được kết nối trực tiếp. Và chỉ tiếc là chúng ta được không thấy được nụ cười của họ thôi, nhưng mà qua ánh mắt, qua cách họ chia sẻ, chúng ta thấy sáng lên một tinh thần lạc quan giữa tâm dịch. Vâng ạ, bây giờ tiếp nối với chương trình của chúng ta, chúng tôi mời quý vị đến với những điểm cầu tiếp theo. Bây giờ sẽ là điểm cầu Sơn La. Vâng, xin mời ban tổ chức kết nối với điểm cầu Sơn La. Thì thưa quý vị, đây chính là điểm cầu Sơn La, những hình ảnh được cập nhật mới đây nhất. Chúng ta đang đón xem quang 1.000 cây xanh tại làng thanh niên lập nghiệp xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp của tỉnh Sơn La. Và hoạt động tại đây thì được đoàn thanh niên cơ quan tỉnh đoàn Sơn La triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021. Trong khuôn khổ của chương trình thì đoàn thanh niên cơ quan tỉnh đoàn Sơn La sẽ trao tặng một vườn ươm thanh niên, một sân chơi thanh niên, trao tặng vật tư y tế phòng chống dịch cho đoàn thanh niên xã Búng Bánh và thực hiện trồng 1.000 cây xanh dọc tuyến đường tại làng thanh niên lập nghiệp với tổng giá trị là 40 triệu đồng. Hoạt động được tổ chức tại địa bàn biên giới đặc biệt khó khăn. Hưởng ứng chiến dịch phát động trực tuyến của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bằng các phần việc cụ thể thiết thực, đảm bảo các điều kiện COVID, tập trung vào các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và tập trung vào các cái địa bàn khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới như làng thanh niên lập nghiệp Búng Bánh mà chúng tôi đang đứng hiện nay. Không khí trồng cây, một hoạt động rất là thiết thực đang diễn ra tại Sơn La. Bây giờ chúng tôi xin được mời kết nối với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn thân mến, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 do Ban Bí thư Trung ương Đoàn phát động, ngày hôm nay tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương đã phối hợp với Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh và hai đơn vị đồng hành là Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công xây dựng công trình
Vì đàn em thân yêu, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội. Đây là công trình có ý nghĩa nhằm tăng cường, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóa đọc cho thiếu nhi. Với nhiều tính năng tương tác, công trình sẽ mang đến cho các em một sân chơi lành mạnh, hỗ trợ và đồng hành cùng các em trong học tập, rèn luyện, phát triển thể chất, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần. Đồng thời, đây cũng là không gian sinh hoạt và giáo dục cho các em về truyền thống của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. 10 công trình đầu tiên đã được Trung ương đầu tư xây dựng và đang triển khai tại một số địa phương: Bà Rịa Vũng Tàu, Gia Lai, Thanh Hóa, Điện Biên, Trà Vinh, Cao Bằng. Và ngày hôm nay, công trình này đã được chính thức công bố triển khai tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Được sự ủy quyền của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Trần Thu Hà, Ủy viên Hội đồng đội Trung ương, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Hồ Chí Minh, và chị Trần Phương Ngọc Thảo, thành viên Hội đồng quản trị công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG, Ủy viên Ban chấp hành Hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban chấp hành Hội nữ doanh nhân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đại diện các đơn vị đồng hành lên trao biển tặng công trình cho thành phố Thủ Đức. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Minh Hồng, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, thành ủy viên, bí thư Thành đoàn thành phố Thủ Đức, và em Nguyễn Hoàng Yến Chi, liên đội trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Bá, là thành viên đội nghi lễ nhà thiếu nhi thành phố Thủ Đức, sẽ lên nhận biển trao tặng công trình của Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và các đơn vị đồng hành. Xin được trân trọng kính mời. Xin được trân trọng cảm ơn Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương và các đơn vị đồng hành đã trao tặng công trình ý nghĩa cho thiếu nhi thành phố Thủ Đức. Đang linh hoạt gồm có 3 khu vực, vừa có thể tách rời vừa có thể kết nối lại với nhau nhằm đáp ứng các hoạt động đa dạng về không gian của các em thiếu nhi. Dự án hướng tới phát huy tối đa ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và vận hành các không gian. Đây không chỉ là không gian vật lý để các em thiếu nhi đến học sách, mà sẽ là một không gian giúp các em có thể trải nghiệm những tương tác và ứng dụng của công nghệ. Bây giờ sẽ là một hoạt động khác đến từ điểm cầu Thanh Hóa. Vâng, xin mời điểm cầu Thanh Hóa. Theo chúng tôi được biết thì ngày hôm nay tại Thanh Hóa đang diễn ra một hoạt động hiến máu. Xin chào điểm cầu Thanh Hóa, bạn có nghe rõ không ạ? Bạn có thể nói lại một câu được không ạ, để chúng tôi kiểm tra tiếng, xin mời ạ. Hey, chứng tỏ là bạn ấy nghe thấy tiếng đầu cầu bên mình, còn bên này thì lại chưa nghe thấy tiếng của bạn. Bạn mở mic chưa? Bạn kiểm tra xem đã mở mic chưa? Có lẽ là do đường truyền âm thanh từ đầu kia. Alo ạ, xin chào điểm cầu Trung ương Đoàn và các bạn đoàn viên ạ. À, đúng rồi, tôi nghe thấy bạn rồi. Bây giờ hãy nói luôn về hoạt động đang diễn ra ở xung quanh bạn đây ạ. Đây là hoạt động hiến máu tại đơn vị của mình. Nó đã được tổ chức như thế nào và quy mô đến thời điểm này ra sao ạ? Dạ vâng, hòa chung với không khí thanh niên tình nguyện hè trên cả nước, thì ngày hôm nay tuổi trẻ của huyện Quảng Xương và thị trấn Tân Phong lựa chọn cho mình một phần việc cụ thể là tổ chức hiến máu tình nguyện để hưởng ứng chiến dịch. Thì chúng tôi nhận thấy hiện tại nhu cầu sử dụng máu tại các bệnh viện là vô cùng cần thiết. Với tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, chúng tôi sẽ tổ chức cho 1.300 bạn đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu để góp phần chung tay tình nguyện vì cộng đồng, góp phần giải quyết về vấn đề khan hiếm máu trong giai đoạn hiện nay. Và bên cạnh đó, trong chiến dịch đoàn thanh niên thị trấn Tân Phong sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức một số các hoạt động ý nghĩa cho đoàn viên thanh niên như ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, tham gia tiếp sức mùa thi kỳ thi trung học phổ thông, cũng như là thành lập các điểm rửa tay sát khuẩn, phát khẩu trang miễn phí trong công tác phòng dịch. Thì tôi hy vọng rằng những nỗ lực của chúng tôi sẽ đóng góp vào thành công chung của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 và một chiến dịch hết sức đặc biệt. Xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ, có lẽ thêm một câu hỏi ngắn nữa thôi ạ. Đấy là một trong những điều bây giờ mà mọi người rất quan tâm, đấy là công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thì với những hoạt động của đoàn thanh niên tại địa phương của mình trong bối cảnh dịch bệnh như thế này, thì cái công tác phòng chống dịch bệnh đó, ví dụ như là thực hiện khuyến cáo 5K chẳng hạn, nó đã được triển khai như thế nào ạ?
Đối với công tác phòng chống dịch thì tại địa phương chúng tôi thì cũng đã tổ chức trong ngày hội hiến máu thành nhiều khung giờ và thành nhiều nhóm tham gia hiến máu đó. Mỗi khung giờ là sẽ tổ chức cho từ 30 đến 50 đoàn viên tham gia hiến máu và sẽ tổ chức trong vòng 2 ngày. Vâng, và bên cạnh đó thì tôi thấy ở đây tất cả mọi người cũng đang đeo khẩu trang và như bạn nói lúc ấy là rửa tay sát khuẩn trước khi vào, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn bạn. Thực ra là sôi nổi nhưng mà cũng phải an toàn là trên hết. Vâng, xin được cảm ơn Bộ Cầu Thanh Hóa, cảm ơn bạn. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, chia tay với điểm cầu Thanh Hóa, bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ đến với một nơi cũng rất là gần thôi, đấy là điểm cầu Hà Nội. Xin mời ạ, điểm cầu Hà Nội ạ. Mình tin rằng là muốn có được nhiều dữ liệu lớn thì cần hợp được lại của nhiều người và đóng góp lại, chúng ta sẽ có được một cái lượng dữ liệu. Ở trong công tác nhập liệu thông tin. Nhiễm và các ca đã nhiễm rồi, những ca có triệu chứng từ 63 tỉnh thành trên toàn quốc, một cái khả năng nhiễm dịch lớn nhất. Đó thì hiện tại hai dự án chính mà của mình là hoạt động về COVID-19. Thì lần trước họ làm một phóng, họ phải nghe rất nhiều luôn đấy. Hoạt động tiếp sức kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2021-2022 của thành phố Hà Nội tại hai điểm trường ở quận Hoàn Kiếm, thì đoàn viên thanh niên của quận Hoàn Kiếm cũng đã tổ chức hoạt động hậu cần để chuẩn bị cho hoạt động trong 2 ngày là ngày 12 và ngày 13 tháng 6 tới đây. Long An ạ, xin mời ạ. Đây là những hình ảnh của điểm cầu Long An. Sáng ngày 11 tháng 6 thì huyện đoàn Đức Hòa đã phối hợp với phòng tài nguyên môi trường của huyện triển khai mô hình cột điện nở hoa, xóa các biển quảng cáo rác, làm đẹp các cột điện trên địa bàn của huyện. Tham gia hoạt động có 34 bạn đoàn viên thanh niên của xã, thị trấn, cơ quan, trường học, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện của huyện đã tô vẽ cho tổng cộng là 56 cột điện trên địa bàn của thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Vâng ạ, xin được chuyển sang điểm cầu tiếp theo là điểm cầu An Giang. Kính thưa quý vị lãnh đạo, kính thưa các bạn đoàn viên thanh niên thân mến đang tham gia lễ ra quân. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại chốt phòng chống dịch COVID-19 số 7, xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Một vài cơn mưa đầu mùa vừa qua đã làm cho soi dịu đi cái nắng gai gắt tại các chốt trực, giúp cho các chiến sĩ tại đây đỡ vất vả hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. An Giang là tỉnh biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, tiếp giáp với tỉnh Cần Đan, Vương quốc Campuchia. Tại đây thì có đường biên giới với chiều dài hơn 100 km, với nhiều sông ngòi kênh rạch rất là chằng chịt trên khắp biên giới, nhiều đường mòn lối mở phục vụ cho việc mà thăm nhân thân cũng như là giao thương hàng hóa của nhân dân hai bên biên giới. Đây cũng là một thách thức rất là lớn đối với các cán bộ chiến sĩ đang phải thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch nơi đây. Kính thưa các lãnh đạo cũng như các bạn đoàn viên thanh niên tham gia lễ ra quân, thì để hiểu rõ hơn về những cái khó khăn gian khổ của các cán bộ chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch, thì đứng kế bên tôi đây là chiến sĩ Trần Viết Dương, là chỉ huy của chốt. Xin chào đồng chí. Đồng chí có thể cho biết rằng là khi mà mình thực hiện cái nhiệm vụ chốt chặn phòng chống dịch trên tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh An Giang, thì bản thân đồng chí cũng như là các chiến sĩ khác gặp những cái khó khăn như thế nào? Giờ đối với trong thời gian qua thì được sự quan tâm lãnh đạo của chỉ huy
chỉ huy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang và đội biên phòng được tiếp là đội biên phòng cửa khẩu tỉnh Bình Dương, thì cán bộ chiến sĩ thường trực tại tổ số 7 luôn an tâm tư tưởng công tác, là xác định rõ nhiệm vụ của mình, là thường trực canh gác 24/24, là không để các đối tượng lộ lọt qua ban đêm. Đặc biệt là vào ban đêm thì các đối tượng là thường xuyên lợi dụng là đêm tối và trời mưa sẽ đi qua các đường mòn lối mở để vào khu vực nội địa của Việt Nam. Thì qua tình hình đó thì lực lượng của chỗ biên phòng chỗ số 7 là thường xuyên là tổ chức mỗi ca 2 người là thường xuyên tuần tra dọc tuyến biên giới, là phối hợp với các tổ chốt khác để mình quản lý được đoàn biên giới của mình phụ trách, là không để các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép vào biên giới, là không để dịch bệnh lây lan vào nội địa. Trong thời gian qua thì do lực lượng phòng chống dịch trên chốt thì nó mỏng, cái nhất, cái thứ hai nữa thì là mình là thời gian mình gian trải ra để mình trực là dài, nên là một số anh em là có tinh thần hơi mệt mỏi, nhưng mà qua đó thì anh em cùng cố gắng là tự động viên nhau để làm sao là phục vụ, làm sao để là thường trực trên các tuyến biên giới, là không để các đối tượng là lợi dụng cái sơ hở của mình để là vào tuyến nội địa. Vừa qua thì được sự quan tâm của tuổi trẻ tỉnh đoàn An Giang, thường xuyên là cắt cử các lực lượng là phối hợp với các tổ chốt phòng dịch là tuần tra canh gác, bên cạnh đó là cũng làm những cái hành động thiết thực như là vận động các nhu yếu phẩm lên các tuyến giới như là đèn năng lượng mặt trời, là khoan nước, khoan giếng nước, là bình đựng nước và là ống nhòm, vân vân. Qua đó thì là cũng giúp một phần giúp sức cho cán bộ chiến sĩ là trên chốt biên giới là an tâm tư tưởng công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Xin cảm ơn đồng chí. Vâng ạ, xin được cảm ơn điểm cầu An Giang, nơi lực lượng tuyến đầu chống dịch tại khu vực biên giới của tỉnh An Giang. Xin được cảm ơn các anh chị em. Thì thưa quý vị, có một hoạt động nữa trong buổi sáng ngày hôm nay cũng sẽ được thực hiện trong chương trình của chúng ta. Đấy là Trung ương đoàn sẽ tổ chức các đoàn công tác để hỗ trợ nhu yếu phẩm tới các tỉnh, thành phố với vai trò là chống dịch. Thì sau đây chúng tôi xin được mời các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống phía dưới sảnh của tòa nhà để chuẩn bị các nội dung cũng như là động viên các đoàn công tác lên đường làm nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời quý vị. Tình nguyện hôm nay sáng mai tâm hồn niềm tin. Đại biểu khách quý, các bạn đoàn viên thanh niên thân mến, trong khuôn khổ chương trình phát động lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021 ngày hôm nay, Trung đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động, sẽ tổ chức các hoạt động hỗ trợ và động viên tinh thần của các bạn thanh niên đang thực hiện công tác phòng dịch, chống dịch trên địa bàn toàn quốc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với hình ảnh của các chuyến xe sẽ chở các nhu yếu phẩm, các trang thiết bị y tế đến hỗ trợ cho các đội hình thanh niên tình nguyện đang hoạt động trên địa bàn toàn quốc. Trên mọi tuyến đường nhanh nhanh từng bước chân, bao khát khao tuổi xuân ước mơ đến với những cung đường thật xa, dẫu biết trước khó khăn chờ ta, hát lên nào bạn ơi, hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta liềm vui mới. Chính đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay, sáng mai tâm hồn niềm tin. Hát lên nào khúc ca từ trái tim cùng vì ngày mai, những tiếng cười em thơ vang trong ta niềm vui mới. Những công
đã xây từ cánh tay tình nguyện hôm nay sáng mai tâm hồn niềm tin. Trong trùng còn in dấu tháng năm sự sách oai hùng, cuộc đời là hoa dâng ngàn muôn sắc hương, thanh niên tình nguyện góp sức xây đời. Vượt mọi gian khó ta nào có ngại gì, về đây như cánh chim từ bốn phương trời. Xin được em xa và nắng hôm mến lễ bắt đầu chiến núi cao xoay đau thương đôi mùa vàng tình. Quan tâm dành thời gian tới tham dự chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.